Nhiều năm qua, mối quan hệ bạn bè giữa Văn Toàn và Hòa Minzy luôn được mọi người chú ý đến. Cả hai thường tương tác trên mạng xã hội cũng như ủng hộ các hoạt động của đối phương dù không cùng lĩnh vực. Văn Toàn đang hoàn tất những buổi tập cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1996 vẫn không quên dùng trang Facebook cá nhân có 1,4 triệu người theo dõi của mình để giúp cô bạn thân Hòa Minzy quảng bá sản phẩm âm nhạc ngay khi vừa ra mắt. "Chúc mừng con nợ ra bài hát mới đầu năm nhé." Văn Toàn chia sẻ đường link bài hát Cánh cá chọn canh mới được ra mắt của Hòa Minzy. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Văn Toàn PR bài hát cho Hòa Minzy. Trong quá khứ, Văn Toàn thường xuyên thể hiện sự ủng hộ hết mình với người bạn thân bằng những hành động tương tự. Chơi Facebook chắc chỉ dùng chia sẻ bài hát cho bà này, chân sút 27 tuổi từng cảm thán. Dưới bài đăng của Văn Toàn, Hòa Minzy ngay lập tức để lại bình luận hài hước khiến cư dân mạng chú ý. "Ha ha 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 ha, nhanh hơn tôi tưởng, tốt á, chứ không tôi nợ cả đời kaka." Những fan hâm mộ âm nhạc và bóng đá trên cả nước hầu như đều rõ tình bạn thân thiết giữa Hòa Minzy với Văn Toàn. Cả hai quen biết nhau khi Hòa Minzy hẹn hò cùng Công Phượng, bạn cùng phòng và là bạn thân của Văn Toàn ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi chia tay Công Phượng, Hòa Minzy vẫn giữ liên lạc và thân thiết với Văn Toàn. Nữ ca sĩ thường xuyên đến cổ vũ Văn Toàn thi đấu hay đưa con trai đến thăm Văn Toàn ở khách sạn đội tuyển Việt Nam đóng quân. Cả hai vẫn thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Văn Toàn cũng hay share bài ủng hộ bạn khi cô ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thậm chí còn thân với bé Bo, con trai Hòa Minzy. Cả hai luôn ủng hộ, động viên lẫn nhau dù không hoạt động trong cùng lĩnh vực. Họ cũng tặng quà cho nhau vào những dịp quan trọng. Những khoảnh khắc này được nhiều người nhận xét đẹp đôi, tích cực đẩy thuyền. Trước nhiều đồn đoán, Văn Toàn từng lên tiếng phủ nhận, cho rằng cả hai chỉ tấu hài chứ không đẹp đôi. Khi đăng video chúc mừng sinh nhật Văn Toàn, Hòa Minzy cũng đính chính, không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời. Hòa Minzy và Công Phượng từng gặp sóng gió lớn khi bị lộ chuyện hẹn hò. Đặc biệt Hòa Minzy nhận về vô số chỉ trích vì làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Công Phượng. Đến giữa tháng 11 năm 2016, Hòa Minzy thừa nhận cô và Công Phượng đã chia tay. Sau 4 năm đường ai nấy đi, Công Phượng đã kết hôn cùng bà xã Viên Minh có gia thế khủng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình không ồn ào và cả hai đều đã có những thành tựu riêng trong cuộc sống. Còn Hòa Minzy từng hẹn hò với thiếu gia Minh Hải, cả hai có một con trai. Tuy nhiên, sau vài năm bên nhau thì vừa qua Hòa Minzy xác nhận đã chia tay Minh Hải. Sau chia tay bạn trai, ca sĩ Hòa Minzy làm mẹ đơn thân. Cô được biết đến là người chăm con rất giỏi. Bạn trai cũ vẫn làm việc và sống tại Úc nên dù cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để bé Bo. Luôn được lớn lên trong tình thương đủ đầy của gia đình nhưng Hòa Minzy gần như vừa làm bố vừa làm mẹ. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm, Hòa Minzy từng tâm sự. Là mẹ đơn thân khéo chăm con nên Hòa Minzy cũng rất được lòng khán giả. Ở tuổi lên năm, con trai Hòa Minzy được nhận xét thông minh và sống tình cảm. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại của bố mẹ, bé Bo đã mạch lạc đáp, bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng không sao hết, bố mẹ rất yêu Bo mà. Câu trả lời này khiến nhiều người xúc động vì sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của cậu bé.